Quỳnh Quân Soán ngôi giàn chị đại phim Thương Ngày Nắng Về và mặt nạ gương khỏi top 5 VTV Award. Quỳnh Quân, vai sân ca phim Gara Hạnh Phúc, chính thức ghi tên vào top 5 hạng mục nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Award 2022. Mới đây, Quỳnh Quân đã chính thức tiến thẳng vào top 5 hạng mục nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Award 2022, ấn tượng VTV. Soán ngôi đàn chị phim Thương Ngày Nắng Về. Trên các diễn đàn, nhiều khán giả cho rằng đây là kết quả xứng đáng cho sự lột xác của Quỳnh Quân trong phim Gara Hạnh Phúc. Đến hẹn lại lên, giải thưởng VTV Award đã lần lượt công bố và bổ sung thêm dàn đề cử cho các hạng mục tranh giải năm nay. Tính đến 12 giờ ngày 16 tháng 11, top 5 của hạng mục nữ diễn viên ấn tượng đã có sự thay đổi. Theo đó, Quỳnh Quân chính thức soán ngôi đàn chị Lan Phương, Thương Ngày Nắng Về và trước đó là Lương Thu Trang, mặt nạ gương khỏi top 5. Đảm nhiệm vai cô thợ rửa xe ô tô nhân hậu trong Gara Hạnh Phúc, Quỳnh Quân nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả tại thời điểm phim lên sóng. Với nhiều người, đây là dự án đánh dấu sự chuyển hình của Quỳnh Quân sau nhiều vai phụ trong quá khứ. Trước sự thay đổi này, tính đến ngày 16 tháng 11, top 5 nữ diễn viên ấn tượng mùa giải VTV Award 2022 đang có sự góp mặt của các đề cử Ngọc Lan, Huyền Ly Di, nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý, Khả Ngân và Quỳnh Quân. Được biết, Hồng Diễm và Thu Quỳnh phim Hành Trình Công Lý cũng chính thức ghi tên vào đường đua nữ diễn viên ấn tượng của mùa giải năm nay. Với những cái tên nổi bật cùng nhiều cú tweet trong các dự án đang lên sóng, chắc hẳn cục diện màn so tài này sẽ còn nhiều sự thay đổi lớn. Trước đó, ban tổ chức giải thưởng đã gây chú ý khi công bố cách tính điểm của các hạng mục trong VTV Award 2022. Theo đó, đề cử giành chiến thắng sẽ là người đạt điểm cao nhất sau khi quy đổi từ các vòng bình chọn của khán giả. 50% và hội đồng chuyên môn chấm 50%.